Chó thả rông tấn công 4 người, một bé gái trọng thương. Bắt giám đốc công ty vàng bạc Huỳnh Thắng vì lừa đảo hơn 35 tỷ đồng. Khởi tố hai đối tượng xông vào nhà bắt người ép viết giấy nợ. Tài xế tông ô tô vào đối phương do mâu thuẫn chơi bia sẽ bị xử lý ra sao? Vụ phản đối sát nhập trường ở Thanh Hóa hơn 100 học sinh đi học trở lại. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua trên các trang mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một bé gái bị chó thả rông tấn công trọng thương. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận. Chi tiết vụ việc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chị Tê Quy Đê là mẹ của bé gái trong đoạn clip cho biết, gần 21 giờ ngày 27 tháng 3, con gái chị sinh năm 2019 được bạn gọi sang chơi. Khi cô bé đang trên đường đi, cách nhà khoảng vài chục mét thì có chó giữ lao tới tấn công. Ngay trong đêm, bé gái được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để điều trị. Chị Đê nói đến sáng nay các bác sĩ đã cho bé gái đi tiêm huyết thanh phòng dạy và tiếp tục theo dõi để điều trị. Anh Bùi Đức Mạnh, ở tại thị trấn việt quang bắc quang hà giang cho biết anh sống gần hiện trường vụ việc thời điểm trên không chỉ một cháu bé bị cho cắn mà có bốn người gặp nạn tương tự trên đường trường trinh ở thị trấn việt quang Ông Nguyễn Văn Trùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Việt Quang cho biết, trong ngày 27 tháng 3, con chó trên cắn làm 4 người bị thương tại tổ 457 thị trấn Việt Quang, trong đó có 3 cháu bé và một người lớn. Bé gái con chị Đê bị thương nặng nhất phải đưa đi Hà Nội điều trị. Vị này cho biết lực lượng chức năng đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vaccine phòng dạy cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn dắt. Mới đây, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Trang Sức Huỳnh Thắng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 lượng, trị giá hơn 35 tỷ đồng. Chi tiết vụ việc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thắng, 29 tuổi, quê Châu Thành, Đồng Tháp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 35 tỷ đồng, theo cơ quan điều tra, Huỳnh Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng, địa chỉ tại khu dân cư Cổ Chiên, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Ông Thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của giám đốc này được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài. Mục đích của ông Thắng là để tuyển trành thợ gia công vàng nữ trang 18K với điều kiện công ty Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số vàng mà trành thợ giao. Ông Thắng cam kết sẽ hoàn lại vàng cho trành thợ trong thời gian một tháng. Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận vàng, Huỳnh Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 15 trành thợ thành vàng khối. Tổng số vàng gần 987 lượng vàng 18K tương đương hơn 35 tỷ đồng. Ông Thắng chiếm đoạt số vàng này để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Thái Nguyên Toàn, 40 tuổi, chú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và Lê Trạc Phong, 36 tuổi, chú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, anh RCT, chú xã Nan đến công an huyện Đức Cơ trình báo sự việc cha mình là ông Siêu BC bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch đến nhà, bắt đưa đi bằng ô tô màu trắng. Nhận được tin báo, công an huyện Đức Cơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm nhóm đối tượng. Qua giả soát camera, công an phát hiện chiếc xe màu trắng chở ông Siêu BC chạy theo hướng về xã Iacrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp với công an xã Iacrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, truy tìm đối tượng. Qua đó, xác định chiếc xe màu trắng đã chở ông Siêu BC đang đậu trước nhà của một người đàn ông trên địa bàn. Tại đây, Công an huyện Đức Cơ và Công an xã Iacrai, huyện Iacrai đã triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp giải cứu ông Siêu BC và bắt giữ Thái Nguyên Toàn và Lê Trạc Phong là những người đã thực hiện hành vi bắt giữ nạn nhân. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi bắt giữ ông Siêu BC và yêu cầu ông này viết giấy nợ với số tiền 150 triệu đồng. Đây là số tiền liên quan đến việc mua bán cổ vật liên quan đến vụ tài xế ô tô tông thẳng vào một người đàn ông khi cả hai xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bia xảy ra tại khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Nguyên, Bình Dương. Luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tài xế có thể bị xử lý với hai tội cố ý giết người và hủy hoại tài sản. Luật sư Tuấn phân tích thông qua nội dung trong clip có thể thấy rõ, kẻ gây án đã có hành vi cố ý nhằm tước đoạt mạng sống của người khác nhưng không thành. Kẻ thực hiện hành vi trên có thể chịu trách nhiệm hình sự với tội giết người, phạm tội chưa đạt. Quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự 2015. Trong trường hợp bị hại không giám định tỷ lệ thương tật, hành vi trên cũng có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích. Quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình Sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật Sửa Đổi Bộ Luật Hình Sự năm 2017 quy định. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 3, quyết cùng với B sinh năm 1985 quê Hà Tĩnh, rủ nhau đi ô tô đến một quán bia thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên để chơi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày giữa quyết và B xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai đã đi ra về. Do bực tức nên khi ra về, quyết điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của B đang đậu trên đường, làm nạn nhân bị gãy chân còn xe hư hỏng. Ngay sau đó, quyết điều khiển xe rời khỏi hiện trường, B được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 28 tháng 3, Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Vụ việc là một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 28 tháng 3, Xe tải mang biển số 50H18421 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Bình Thuận Ninh Thuận. Khi đến đoạn km 140 qua xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong Bình Thuận, xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo rơ móc biển số 29R02270 lưu thông cùng chiều phía trước, cú tông mạnh làm đầu phần xe tải biến dạng, tài xế xe tải tử vong trong cabin. Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông được bộ cao tốc số 6, phòng 6 cục cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định điều tiết giao thông. Đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã huy động xe cầu cứu hộ giải phóng hiện trường. Công an huyện Tuy Phong thực hiện khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Đêm ngày 27 tháng 3 tại km 331 100 quốc lộ 6, địa phận xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong. Thông tin ban đầu được biết khoảng 22 giờ 55 phút đêm ngày 27 tháng 3, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 26C 03938 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 26R 00085 di chuyển theo hướng Sơn La Điện Biên. Khi đi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều mang biển kiểm soát 26AA 22682. Lúc này trên xe máy có hai người đèo nhau. Vụ tai nạn khiến người ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, người điều khiển xe máy bị thương phải đi viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 28 tháng 3, đầu xe container bị cháy rụi trên cầu Phú Mỹ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy bùng lên vào 6 giờ 30 phút, khi đó xe container chạy trên đường Võ Trí Công hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 7 đến cầu Phú Mỹ thuộc quận 7. Tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài, đồng thời cố gắng dập lửa nhưng không được. Ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe cháy ngùn ngụt, cột khói bốc lên cao hàng chục mét, một đoạn đường cũng bị ùn ứ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đã điều động phương tiện cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu rụi. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC nhảy vọt lên 79,1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 81,1 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Nếu tính từ sáng hôm qua đến nay, giá vàng miếng đã tăng gần cả triệu đồng trên một lượng một số doanh nghiệp khác như Doji bán ra vàng miếng SJC 81 triệu đồng trên một lượng, công ty PNG bán ra 81,05 triệu đồng trên một lượng. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ biên độ mua vào bán ra của vàng SJC lên tới 2 triệu đồng trên một lượng, không chỉ vàng miếng Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại sáng nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh lên 68,4 triệu đồng trên một lượng mua vào, 69,65 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng tăng liên tiếp trong nhiều ngày qua và hướng tới vùng 70 triệu đồng trên một lượng. Liên quan đến vụ phản đối sắp nhập trường ở Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3, hơn 100 học sinh trong tổng số 457 học sinh của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại. Sáng 28 tháng 3, thầy Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết hơn 100 học sinh đã đi học trở lại, số học sinh còn lại vẫn nghỉ học. Thầy Dũng cho hay sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phản đối sát nhập trường. Ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thông báo, động viên phụ huynh đưa con trở lại lớp để không bị gián đoạn quá trình học tập. Sáng 28 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị trấn Triệu Sơn sẽ trao đổi cụ thể đến các phụ huynh về vụ việc. Cũng theo thầy Dũng, sáng 28 tháng 3, một số phụ huynh vẫn tập trung ở cổng trường. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đã có mặt để động viên tuyên truyền đến người dân. Trước đó vào chiều 27 tháng 3, hàng trăm phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cho con nghỉ học. Sau đó họ tập trung ở cổng trường, căng băng rôn để phản đối việc sáp nhập trường này với trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Minh Dân Cũ, nay sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn. Theo các phụ huynh, sau khi biết tin hai trường sắp sáp nhập, Đặt trụ sở tại trường tiểu học Lê Văn Tám, nhiều người lo lắng vì khoảng cách trường xa khiến các em học sinh đi lại vất vả. Nhiều phụ huynh cảm thấy bất tiện vì trường mới ở xa khoảng 3 km, việc đưa đón các em học sinh sẽ bất tiện. Thưa quý vị, Bảo tàng Đạo Mẫu rộng 5.500m2 của Xuân Hình đang là địa điểm chú ý của nhiều khán giả. Theo đó, công trình mang đậm nét văn hóa Việt Nam có nhiều góc đặc biệt, nhiều kỷ niệm của nghệ sĩ. Nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất vui khi công trình bảo tàng đạo mẫu của mình được nhiều người yêu thích. Ông nói vào công trình này, ai cũng thấy thú vị và không cảm thấy sợ sệt như nhiều người lầm tưởng. Ông nói thời gian gần đây, nhiều khách thập phương muốn tham quan bảo tàng, nhưng công trình chưa hoàn thiện xong, vẫn còn một số chỉnh sửa cho ngôi nhà, nên chỉ một số bạn bè thân đến thăm mà chưa mở cửa cho công chúng vào xem. Theo đó, bảo tàng của Xuân Hình tọa lạc tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Nam nghệ sĩ đã sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của 500 nhà dân khắp nước tạo nên công trình bảo tàng nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi có cột cổng nguyên bản khiến cho tổng thể ngôi nhà rất gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế của bảo tàng gồm nơi trưng bày hiện vật, phòng trưng bày và nhiều phòng chức năng khác. Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày, lưu giữ sách về hát văn, hầu đồng, quan họ, nhiều bức tranh cổ liên quan đến các loại hình nghệ thuật dân gian xuân hinh cũng nhận đào tạo một số người trẻ yêu thích văn hóa truyền thống để nối dài tình yêu với nghệ thuật của dân tộc ít ai biết rằng bảo tàng đạo mẫu của xuân hinh có một góc đặc biệt là nơi ông đạt chiếc xe kéo đạo cụ trong vở người ngựa ngựa người tác phẩm ông diễn cùng thanh thanh hiền xuân hinh nói với vai diễn này anh và nghệ sĩ thanh thanh hiền đến gần với khán giả hơn nhiều năm vở này đều được khán giả yêu cầu diễn lại nhờ sự yêu quý của khán giả ông có thêm kinh phí để xây dựng nên bảo tàng Bên cạnh đó, một bộ siêu tập bình vôi cổ nằm dưới gốc cầu chẳng chịt dây trầu không cũng là góc đặc biệt ít nơi có. Theo Xuân Hình, bộ siêu tập nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa trầu cầu của người Việt. Cuối bản tin, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức về tình hình mưa đá bất thường ở Mù Cang Trải. Sáng ngày 28 tháng 3, lãnh đạo huyện ủy Mù Cang Trải, tỉnh Yên Bái cho biết, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận rông lốc kèm mưa đá. Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân. Lãnh đạo huyện ủy Mù Căng Trải chia sẻ thêm trận mưa đá không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về trận mưa đá ở huyện Mù Căng Trải, tàn phá hoa màu của nhân dân. Ngày 28 tháng 3, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập, gây ra mưa rông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại đông bắc bộ mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối, người dân đề phòng nguy cơ mưa rông đi kèm với lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26 đến 29 độ, thấp hơn 2 độ so với một ngày trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.